Ok, và xin chào tất cả mọi người nha, đặc biệt là fan của mình, và chào mừng tất cả đã trở lại với Valentine Channel. Hôm nay mình sẽ tiếp tục với series con Little Nightmare nha. Ok, thì trước khi vào video là mình muốn cảm ơn những bạn nào mà đã ủng hộ mình trong suốt thời gian qua. Và mình mong các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ mình nhiều hơn nữa nha. Nếu thấy hay cứ like và share đi. Chưa đăng ký, bấm đăng ký. Ủng hộ mình nhiều nhiều vô. Tập trước thì là mình đi hết chương 1 rồi. Trò này là cô bé này nó gặp ác mộng và mình phải tìm đường để đưa cô bé này về nhà. Yeah, run faster, run. Vậy ý con gì kìa? Là phải kéo cái ghế vô chỗ này. Mở ra đúng rồi, giỏi giỏi. Chạy đi đâu vậy trời? Bấm. Cái ghế này dùng để làm gì ta? Ok, con mắt trời nó nhìn ở đâu á? Có con mắt về cái ghế đó. Hay là mình mang cái ghế ra ngoài? Ui, cái khúc này dễ đối khó nha. Đi lên đây đi. Chẳng có gì hết à. Lên tiếp, lên tiếp. Nhảy lên. Vậy là cái đó nó để giấu cái gì á? Chắc là mình phải kéo ra đây nè. Trên tường có treo một bức ảnh có một con mắt. Ừ, chỗ này mở được. Chắc là sẽ có một cái gì đó chứ không phải là cho mình đi. Đúng rồi đấy, phải kiếm chìa khóa. Lấy được trái banh này không? Nghịch tí không à? Được nè. Nhảy qua đây. Chắc là chìa khóa nó trên bàn thôi. Ủa. Tại sao mình nghe có tiếng động? Ủa? Sao không nhảy được?
Nhanh 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 nhanh. Thôi thôi thôi, đừng có ẩu. Đây. Giờ lấy chìa khóa. Nhảy xuống. Giỏi. Lụm chìa khóa lên. Nhanh nhanh nhanh. Mở ra. Ok, thì mình phải đưa con bé này nó về nhà. Khỉ. Get ready. Hay. Lấy được con khỉ này nữa không? Lấy được. Ở đây có một cái nút bấm nữa nè. Ném. Thôi tắt đi. Mình sẽ núp ở đây và nếu như mà có con quái vật nào ra thì mình có khả năng mình chạy được. Chạy nào, chạy nào. Chuột kìa. Ủa sao vậy? Lại đói bụng rồi. Từ từ, từ từ. Từ từ, mình sẽ kiếm cái gì ăn mà. Cố lên nào. Ủa, con bé nó đói bụng quá rồi. Từ từ thôi, từ từ, nhanh nhau nhanh nhau. Kìa, ôi đồ ăn chuột hả? Ôi kệ, không có gì ăn, tạm đại đi. Con nhỏ nó cũng sắp ấy rồi. Ôi. Ôi cái này tình huống bắt buộc phải ăn rồi. Đói quá, nó đói quá thì đâu có làm gì được đâu giờ. Thằng kia nữa. Thằng kia hình như nó ăn thịt mấy cái đứa này nè, mấy cái đứa trẻ. Giờ mình phải kiếm đường mình thoát khỏi đây. Tỉnh tỉnh lại đi, tỉnh lại đi. Khá là hay. Giờ mình giải thoát được đứa nào không? Không không. Mình tưởng là giải thoát được mấy này chứ mình nắm cái cửa nhưng mà nó lại không có đi. Đó. Không, nắm cái cửa kéo rồi nhưng mà nó đi luôn cái lồng. Cho nên đây là tình huống mình không thể giúp được ai cả. Xin lỗi nhé. Lên 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 lên. Nhảy. Đánh đu, đúng rồi, đánh đu. Cái này nếu mà mình buông ra thì nó sẽ mất á, nó sẽ tụt á. Qua qua hơn quá. Có phải đi đường này không? Chắc là mình phải leo lên cái cửa lại. Đây đúng rồi, đường ở trên này. Hiểu quá. Thôi. Sang chép 2 là cây nến nha.
đốt cây nến để sell đi cho nó an toàn. Chui qua chui qua. Wow wow wow. Cái gì thế? Giỡn hả? Nó có thể hủy thấy mình. Nó biết mình ở đâu. Ghê thiệt. Không leo lên được, phải kiếm chỗ nào leo lên. Ê, đó kìa. Run 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 phát tờ run. Mong là nó không thấy nha. Hình như là khúc nãy là mình đứng lên hay sao? Nhìn con này nó khá là dị, tại vì hai cái chân nó, hai cái tay nó thì dài, mà hai cái chân nó thì ngắn. Nó khá là dị đi. Đi đi chỗ khác đi. Ở đây không có gì đâu, ở đây không có gì đâu. Nó làm cái gì vậy mà sao nó không đi chỗ khác? Ok. Đua nào, đua nào. Run 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 run. Ý, chua quá lẻ. Hay lắm em. Ok, giờ mình sẽ ở đây mình đứng. Ok, chắc nó không biết đường nó vô đây đâu. Nó vô được thì chết thôi. Chắc là mình phải lấy cái tay quay này nè. Cắm vào. Wow, khá là nhiều tiếng động á. Ê ê. Xuống xuống lẹ. Vậy là khi mà cái con đó nó lên nó bắt mình là sẽ có nhạc. Một cái đôi giày thôi mà. Ờ, thấp thấp. Xeo 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 đó. Xeo đi cho an toàn. Xuống xuống. Cúi xuống, cúi xuống. Ở sao bị kẹt rồi. Yeah. Chắc là mình phải bơi qua cái đống giày này rồi. Nhanh không? Wow 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 wow, có cái con gì kìa. Nhanh nhanh. Lấy lẻ. Không hay đâu nha. Wow 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 wow, thôi 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 thôi. Ơi nhảy lên không được chứ.
Ok, qua được rồi. Có vẻ ổn. Ê! Ơi. Nhảy thì tại vì cái con đó nó bơi trong giày lẹ lắm. Không hiểu là tại sao nhà phát hành game này làm cho 16 tuổi mà nó lại khó như vậy. Ê. Theo đúng là phải nhảy bên kia. Bơi qua, bơi qua lẹ, bơi qua lẹ, bơi qua lẹ, bơi qua lẹ. Rồi qua được rồi. Có một cái vali đằng kia. Vậy khá là xa nữa chứ. Nhanh 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 nhanh. Vậy qua được rồi. Yeah. Oh, oh. Thôi. Trượt. Nó dí mình rồi. Thôi anh ơi, thôi anh ơi, em muốn về nhà. Em muốn về nhà. Chắc là mình sẽ trượt vào đấy. Ê. Chưa vào đây, chưa vào đây. Mong là nó sẽ không thấy mình. Nó đang mò ghê, nó đang mò. Thôi 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 thôi. Thôi anh ơi, thôi. Nó dí theo hai con kia rồi. Thôi được. Thắp tới đèn đi. Sao không qua được? Xuống đây là đúng rồi đúng không? Đúng rồi, leo qua. Còn đó nó trên kìa. Ôi. À, chắc là khúc này là cần phải gây tiếng động rồi. Ném qua. Vậy chạy thiệt nhanh, chạy thiệt nhanh. Đây đây đây, leo lên đây. Nhanh nào, nhanh nào, nhanh nào. Ồ. Oh. Nhanh lên. Còn dướng cái này chứ, đẩy qua. Lên lên lên.
Không hiểu là tại sao con bé này nó lại gặp một cái ác mộng kinh hoàng tới vậy. Wow. Hồi đó nó vừa ở đây mà đúng không? Đẩy. Ồ. Khá là nhiều tiếng ồn. Thôi nhá, không không thấy đâu, không thấy đâu. À, nó bị âm thanh, nó bị âm thanh. Vậy là sau tiếng kêu lần hai ấy, thì mình sẽ ra mình lấy chiếc giày. Nhanh nhanh. Chụp chiếc này. Ủa, thục nó chứ. Thục rồi, thục rồi, thục rồi. Ủa? Sao lúc nãy nó không thấy? Lúc nãy nó không thấy mà. Dạ, mình cần gần lại hơn tí nữa thì mình mới ném trúng được. Ở góc này. Chứ nó không thấy đâu. Thôi nhá, bye bye, bye bye. Chạy thôi, chạy thôi. Chưa quá. Ở đây thì quá chừng sách đi. Chắc là leo lên đây. Ô, nến nến nến, thắp thắp nến. Bay. Bay lên 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 đi. Đây là sắt không mà sắt leo là nó sẽ đổ sắt. Đó. Wow. Cái con kia nó ở đó và mình cần lấy một cái cần gạt. Đi chưa? Chỗ này là mình phải có một cái cần gạt nè. Ủa? Tại sao nó phát hiện ra mình? Nó đi rồi mà. Ủa, nó kìa. Leo 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 leo. Vậy là phải leo lên đó nhưng mà cái con nó đi nó đứng chỗ đó mà. Rồi xuống này là phải chạy. Nhanh lên, nhanh lên. Ờ, có cái tiếng con khỉ kêu mà sao không chạy bên kia? Chọi qua đây.
dõi mình nè. Trời ơi, góc này. Leo lên, leo lên. Nhanh nào, nhanh nào. Rõ ràng là chọi ra góc đó rồi mà ta. Căng vậy. Pha này hơi là khó nha. Chắc là mình phải lên chơi đó thử thôi, lên lên đốt cái cây nến nữa xong mình cho nó sale phải không? Tại sao lên được đó? Dục quá. Có tiếng bên kia kìa, đúng rồi, chạy quanh kia đi. Mong là nó không biết. Bởi con này nó bị mù. Cái con boss nó bị mù. Hết đồ gây mất tập trung nó rồi. Chạy nhanh lên. Mong là nó không biết. Rồi cái âm thanh nữa chứ còn, cái âm thanh mà bị chi đuổi nó vẫn còn. Mình sẽ để ở đây. Bật cái này đúng không? Chắc là bật cái này cho nó vô. Bấm bật đi. Còn đi lung tung nữa. Úi. Ngốc vậy. Bật cái đó thôi mà. Bấm cái này thôi cũng không bấm được nữa. Chắc là bấm F. Không đúng. F nó bật lửa mà. Ấn nút nào để tác động giờ? Rồi. Chạy.
Yeah, con kia nó bị mê cái ấy rồi. Quay. Nhanh lên, nhanh lên. Ê. Bay. Hay quá. Từ 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 từ. Không có với, không có với, không có với. Không có cửa đâu. À, lúc này. Để bỏ ra, sau đó đẩy cái này lên. Nó sẽ chặn được cái hơi nước. Và nếu mà mình trúng cái hơi nước nó chắc chắn mình sẽ chết á. Bay. Không, nói chung là nhân vật mình cũng mất hơi khỏe. Rồi. Có điều là nó hơi là ngốc thôi. Nhảy lên. Ơi, thiệt là pha đó không để ý rồi. Mình phải đẩy lại cái này. Kéo 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 kéo. Đẩy đi. Rồi buông ra. Nhảy lên. Ơi. Phải đẩy sát nó vô, phải đẩy sát nó vô. Nhảy lên. Giữ, giữ và giữ. Ok, ổn. Đúng là pha đó nãy nó chôn. Mở ra cứ không biết xong rồi thả tay cái là nó rớt rồi. Ớ. Nhiều khi cũng bực mình lắm. Ê ê. Có cái này đã thấp cái này luôn. Sell 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 đi. Chơi gà cho nên hay sell. Ý. Nó đang sợ ở trên mà. Giờ phải tắt lửa. Khúc này không bật lửa, bật lửa chắc bật lửa nó biết á. Đúng rồi, bật lửa nó biết. Con chuột kìa. Chuột bự gần bằng mình luôn. Gì vậy?
Ô, thôi 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 anh ơi. Thôi em muốn về nhà, em muốn về nhà, em muốn về nhà. Trước quá trước. Đúng rồi. Hay. Giờ khúc này sao? Cái cây văng rồi mà đáng lẽ cái cây văng là phải dính mặt nó chứ. Ok. Chắc là mình leo lên đây mà mình chờ thời. Không dễ đâu. Đấy, giật. Đâu đâu rồi, đâu rồi. Giật ra cái nữa là nó thấy cái cảnh à. Cái tay kia nó sẽ khép lại. Đúng rồi. Giật ra nữa. Bên này nữa. Ừ. Ô. Chết chưa, chết chưa? Nó chết rồi, nó chết rồi, nó chết rồi. Vậy được về nhà chưa? Được về nhà chưa? Chưa quá. Ồ, vậy là hết được cháp 2. Hết cháp 2 rồi. Đó đây loát cháp 3. Và chắc là video này cũng chỉ tới đây mà thôi nhá. Bạn nào thấy hay cứ like và share sẽ giúp mình rất là nhiều á. Bạn nào chưa đăng ký thì bấm vào đăng ký đi. Một đăng ký nó miễn phí mà. Nó không tốn gì đâu. Và cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chào tạm biệt. Bye bye.